viên Tuyết Nha và Trang Lương xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us cùng Facebook và YouTube IBC TV Official. Như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Australia đã thông qua kế hoạch bảo vệ di sản thổ dân. Ông Zelensky kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn chặn những cuộc tấn công từ Nga. Anwar Ibrahim được chỉ định để làm thủ tướng, người Malaysia đã hoan nghênh. Kosovo, Serbia đạt thỏa thuận chấm dứt tranh chấp bảng số xe hơi. Người Mỹ đã đón mừng lễ tạ ơn với diễn hành truyền thống của Macy's. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên từ Malaysia với phần trình bày của sương mù viên Trang Lương. Anwar Ibrahim đã được chỉ định làm thủ tướng, người Malaysia đã hoan nghênh. Anwar Ibrahim tuyên thệ nhậm chức thủ tướng lúc 5 giờ chiều thứ Năm sau khi được nhà vua bổ nhiệm, chấm dứt 5 ngày bất ổn chính trị chưa từng có tại nước này. Anwar là nhà lãnh đạo thanh niên Hồi giáo đã tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ để xảy ra nạn nghèo khó ở miền Bắc Malaysia giữa thập niên 1970. Ông được Thủ tướng Mahathir Mohamed mời tham gia Liên minh cầm quyền, tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất UMNO vào năm 1982 và trở thành Bộ trưởng Tài chính từ năm 1991 và Phó Thủ tướng từ năm 1993. Người thừa kế nổi tiếng của Mahathir nhưng bị sa thải vào tháng 9 năm 1998. Anwar bị bắt vào tháng đó sau khi dẫn gần đầu 30.000 người biểu tình tại thủ đô, bị buộc tội tham nhũng và gian lận. Anwar bị kết tù 6 năm vào năm 1999 vì lạm dụng quyền lực và nhận án tù 9 năm vào tháng 8 năm 2000 vì tội gian lận tài chính. Được trả tự do vào tháng 9 năm 2004 và sau chiến thắng lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử tháng 3 năm 2008 của Đảng Nhân dân và công lý của ông và các đồng minh, Anwar trở lại quốc hội với tư cách lãnh đạo phe đối lập. Theo như đề nghị của Mahathir, Anwar được hoàng gia ân xá và trả tự do trong vòng một tuần sau khi Mahathir dẫn đầu liên minh đối lập giành chiến thắng chưa từng có trong cuộc tổng tuyển cử. Liên minh Pakatan Harapan của Anwar giành được 35% số ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 16 tháng 11. Tuy nhiên, thì ông không thể thành lập chính phủ vì thiếu 112 ghế cần thiết để chiếm đa số. Kosovo và Serbia đạt thỏa thuận chấm dứt tranh chấp bảng số xe hơi. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Âu Joseph Borrell cho biết Kosovo và Serbia đã đạt thỏa thuận chấm dứt tranh chấp kéo dài gần 2 năm về bảng số xe hơi ở miền Bắc Kosovo mà các nước phương Tây cảnh cáo có thể gây ra xung đột sắc tộc. Theo Joseph Borrell, thì các trưởng đoàn thương lượng Kosovo và Serbia đồng ý thực hiện những biện pháp nhằm tránh leo thang, chú trọng thực hiện đề nghị bình thường hóa ban giao hai nước. Kosovo cho biết có kế hoạch phạt tiền 10.000 tài xế Serbia tiếp tục sử dụng bảng số xe hơi do chính phủ Serbia cấp bắt đầu từ thứ Năm. Nỗ lực đàm phán hồi đầu tuần giữa Thủ tướng Kosovo Albin Kurti và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić thất bại, khiến hai bên không thể đạt thỏa thuận và Kosovo buộc phải trì hoãn biện pháp trừng phạt các tài xế theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Năm nay, Kosovo yêu cầu cộng đồng thiểu số người Serb đổi bảng số xe hơi được cấp trước năm 1999 vì Kosovo lúc đó vẫn còn là lãnh thổ của Serbia. Người Serb phía Bắc của nước này chống lại kế hoạch đôi khi bằng hành vi bạo lực. Khoảng 50.000 người Serb sống ở đó đã không công nhận chính quyền Pristina và vẫn coi mình là công dân Serbia. Với 600 sĩ quan cảnh sát cộng đồng thiểu số Serb, những thẩm phán, công tố viên và công chức nhà nước đã nghỉ việc trong tháng này để phản đối lệnh đổi bảng số xe. Tuyên bố độc lập năm 2008 của Kosovo đã được 110 nước công nhận nhưng không được Serbia, Nga, Trung Quốc và 5 quốc gia thành viên Liên Âu công nhận. Australia đã thông qua kế hoạch bảo vệ di sản thổ dân. Bộ trưởng môi sinh của Úc là Tania Pilbeck hôm thứ Năm cho biết Australia đã áp dụng các biện pháp mạnh để bảo vệ di sản văn hóa của thổ dân sau khi xem xét việc Rio Tinto phá hủy các hang đá linh thiêng ở Juukan. Rio không bị chính phủ trừng phạt sau cuộc điều tra của Quốc hội kéo dài 16 tháng vì đã phá hủy các hầm trú ẩn bằng đá giữa năm 2020 để khai thác quặng sắt.
Pickersett và Thủ tướng Anthony Albanese đều cho rằng công ty khai thác toàn cầu không vi phạm. Thay vào đó đã đổ lỗi cho hệ thống pháp luật không bảo vệ các địa điểm văn hóa trước mọi hoạt động khai thác. Nơi trú ẩn của vùng Yukon là bằng chứng nơi cư trú của con người từ 46.000 năm trước và sự tàn phá đã tận diệt sinh kế của sắc tộc Kuku, Kunti, Rumana và Pinikura. Pickersett cho biết là chính phủ Úc đã thôi ủng hộ đề nghị buộc Rio phải bồi thường sự thiệt hại vì đã phá hủy môi sinh khu vực núi Yukon. Ông Zelensky kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn chặn những cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hành động ngăn chặn các cuộc không kích hỏa tiễn của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, nhấn chìm các thành phố của Ukraine trong bóng tối và lạnh giá khi mùa đông bắt đầu. Nga đã trút mưa hỏa tiễn xuống các lãnh thổ Ukraine vào ngày thứ Tư vừa qua, khiến các nhà máy điện nguyên tử đóng cửa và thường dân bị giết hại tại Kiev. Ông Zelensky tuyên bố qua mạng liên kết với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở New York, cho biết trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng, giao thông và khu dân cư đều bị tấn công với 70 phi đạn trong vòng một ngày. Công thức khủng bố của người Nga vô cùng tinh vi. Zelensky đã nói Ukraine đang chờ đợi phản ứng cứng rắn hơn từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trước những cuộc không kích vừa qua do Nga thực hiện. Bắc Kinh phong tỏa trở lại vì số ca nhiễm COVID-19 tăng cao kỷ lục. Bắc Kinh hôm thứ Ba đã đóng cửa các công viên và viện bảo tàng, trong khi nhiều thành phố của Trung Quốc lại mở lại các trạm xét nghiệm COVID-19 hàng loạt để ngăn chặn số ca nhiễm gia tăng. Sáng thứ Hai, Trung Quốc ghi nhận xấp xỉ 30.000 ca nhiễm, gần mức cao nhất mỗi ngày vào tháng Tư. Trong đó, thì số ca nhiễm ở các thành phố Quảng Châu và Trùng Khánh chiếm một nửa. Tại thủ đô Bắc Kinh, thì người bị nhiễm lên tới con số cao kỷ lục khiến thế giới, giới chức thẩm quyền kêu gọi mọi người dân ở nhà. Hôm thứ Hai, thì Bắc Kinh yêu cầu người Trung Quốc đến từ các nơi khác phải kiểm tra COVID 3 ngày trước khi rời khỏi nhà. Hôm thứ Ba, các viện bảo tàng ở Trung Quốc đóng cửa, trong đó có công viên giải trí Happy Valley và công viên Triều Dương, một địa điểm tụ tập đông đảo người chạy bộ. Trung Quốc đang tiếp tục áp dụng một số biện pháp hạn chế hoạt động nghiêm ngặt nhất thế giới, khiến các nhà đầu tư lại lo lắng về sự đình đốn hoạt động sản xuất và kinh doanh. Kính thưa quý khán giả, như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại để tường trình đến quý vị những tin tức nổi bật liên quan tới tài xế xe vận tải Nam Hàn đình công đe dọa gián đoạn hệ thống cung cấp ra sao. Hoa Kỳ đón mừng lễ tạ ơn với diễn hành truyền thống của Macy như thế nào. Philippines yêu cầu Trung Quốc phải giải thích rõ ràng vụ chặn thuyền ở Biển Đông. Xin mời quý khán giả đón xem.